Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.pro. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Nữ Hiệp Chậm Đã của tác giả Quan Quan Công Tử. Tập 115, chương 1141, giường gãy. Két két. Gian phòng vẫn là căn phòng lúc nãy, có giường đã sửa sang lại một lần nữa. Phòng trong dựng lên một tấm bình phong, bên trong đặt thùng tắm, có thể thấy được phía trên bình phong khoác lên cái yếm và quần nhỏ kết hồ điệp. Đúng là khí chất thật. Phạm Thanh Hòa thầm nói một câu, đi tới bên bình phong quan sát, đã thấy Tuyên Cơ Nhân ngâm mình trong thùng tắm không một mảnh vải. Bên cạnh còn đặt hồ lô rượu, trên mặt mang theo ba phần đỏ hồng, đang chậm rãi lau bả vai. Dung mạo Tuyền Cơ Chân Nhân là vạn dặm chọn một không thể nghi ngờ, hàng năm tu luyện công phu nội gia, làn da non nớt thần kỳ. Mặc dù ở bên trên không có căng tràn đồ sộ như tam nương, nhưng độ cong hoàn mỹ và thân thể mảnh mai tự mang theo một loại ý vị thanh nhã khác. Phạm Thanh Hòa nhìn lướt qua thùng tắm, lại cố ý ngẩng đầu ưỡn ngực, bày ra tư thái hào khí chỉ nữ tử ngực bự mới có, mở miệng nói, tiểu thủy hơn nửa đêm tắm cái gì. Tuyền Cơ Chân Nhân cũng không muốn giày vò hơn nửa đêm, nhưng buổi tối trở về, liền bị Dạ Kinh Đường đem chân đè lên vai. Cả người mềm nhũn, muốn khóc cũng không khóc được, sau đó cứ nằm như vậy nửa canh giờ mới có thể thở ra. Khắp người tất cả đều là mồ hôi nhỏ mịn, Tuyền Cơ Chân Nhân không thể cứ ngủ như vậy, chỉ có thể đứng lên tự tắm rửa, nói ra còn rất căm tức. Vốn còn muốn đi tìm tiểu tặc kia để ban đêm gây phiền toái tiếp, nhưng thật sự bị làm cho sợ hãi, lo lắng bị kéo vào cùng uống trà, cho nên vẫn là thôi đi. Mắt thấy Thanh Hòa hỏi thăm, Kính Chân Nhân cũng không tiện giải thích, liền bày ra bộ dáng ngày xưa, vén lên bọt nước vẩy lên ngực, vừa rồi luyện công, có chút mệt mỏi, tắm rửa một chút mà thôi. Phạm Thanh Hòa cảm thấy Tuyên Cơ Chân Nhân quả thật rất mệt, thấy khí sắc không thành vấn đề, cũng không nghĩ nhiều. Mở miệng nói, vừa rồi có người không rõ thân phận đi tới quốc công phủ, nhưng lại xác định là nhắm vào chúng ta. Mấy ngày nay ngươi phải chú ý tới Dạ Kinh Đường, cẩn thận có kẻ mưu đồ hành thích. Ánh mắt Tuyền Cơ Chân Nhân ngưng lại, hơi chút suy nghĩ, khẽ gật đầu, lát nữa ta trở về, mấy ngày nay sẽ bồi tiếp thánh thượng với Dạ Kinh Đường. Ngươi còn tin tức gì không? Không có, ta chỉ là tới nhắc nhở các ngươi chú ý, đừng ở bên ngoài mơ màng, chơi đùa tới mức chính sự đều quên sạch. Phạm Thanh Hòa đang nói chuyện lại liếc mắt bên ngoài một cái, hiển nhiên chỉ đêm hôm khuya khoát không đùa giỡn nữa. Sau khi nói xong, Phạm Thanh Hòa vốn muốn rời đi, nhưng nàng ta trở về cũng là thừa thãi, thật sự có người ám sát. Nữ đế không bảo vệ nàng đã là tốt lắm rồi, trách nhiệm hộ vệ có thế nào cũng không rơi vào đầu nàng ta được. Vì thế Phạm Thanh Hòa đánh giá trái phải, sau đó cầm hồ lô rượu của Vũ Dư Chân Nhân đi về phía giường. Vậy lát nữa ngươi trở về đi, quốc công phủ không thú vị, đêm nay ta ngủ với ngươi ở đây, ngày mai cùng đi với Dạ Kinh Đường. Tuyền Cơ Chân Nhân cũng sợ tam nương đỡ không nổi, Dạ Kinh Đường lại chạy tới với mình, lập tức cũng không cự tuyệt. Chẳng qua nàng vừa cầm lấy khăn lông chuẩn bị lau thân thể, lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, vội vàng mở miệng, chậm đã, rầm rầm. Phạm Thanh Hòa cầm hồ lô rượu đi tới trước giường, khả năng tâm sự nặng nề, sau khi chút một ngụm lớn, liền ngã chỏng vó ra sau, chuẩn bị ngã ở trên giường, thư giãn một hơi thật dài. Nhưng Phạm Thanh Hòa chỉ thấp hơn Tĩnh Vương một chút, còn eo nhỏ cặp mông căng tròn, dáng người vô cùng hào khí. Mặt ngửa thẳng ra sau lưng, nhưng vừa rồi cái giường đã bị Dạ Kinh Đường làm cho hư hỏng. Chỉ thấy Phạm Thanh Hòa vừa mới ngã xuống, ván giường từ tấm ván gỗ ghép lại, trong nháy mắt đã bị bẻ gãy. Phạm Thanh Hòa chổng hai chân lên trời, đặt mông ngồi xuống đế giường, gương mặt cũng từ buông lỏng hóa thành hoảng sợ, sững sờ ngay tại chỗ. Tuyền Cơ Chân Nhân liền biết như thế há miệng, hơi nhún vai, xem đi. Ta biết ngay mà. Ngươi nặng như vậy, giường của Giang Châu làm sao chịu được ngươi đập như vậy? Phạm Thanh Hòa chống hai tay lên tấm ván giường phía sau, cả người đều ngẩn ra, thầm nghĩ mình nặng hơn nữa cũng là nữ nhân, nhỏ sao có thể nặng bằng Dạ Kinh Đường kia chứ? Chỉ ngả lưng một cái mà thôi, cũng không dùng sức, sao có thể gãy? Giường này vốn là hỏng sẵn. Vốn là hỏng, nhưng người ta cũng đã sửa xong, vừa rồi ta lăn lộn cũng không có việc gì. Ngươi không đi tới thì hỏng được sao? Phạm Thanh Hòa há to miệng, không lời nào để nói, từ trong cái giường gãy bò dậy, vỗ vỗ bộ ngực đi ra ngoài cửa,
ta sửa lại là được, thật sự là... Chương 1142, quá vô tâm. Tuyền Cơ chân nhân cảm thấy xấu hổ, đây rõ ràng là tác phẩm của Dạ Kinh Đường, nàng có thể giải thích cái gì chứ? Chỉ là chờ Thanh Hòa chạy ra ngoài, sau khi không biết sờ một tấm ván gỗ ra từ chỗ nào, hai người bắt đầu leng keng sửa giường ngủ. Ngoài cửa sổ mưa nhỏ tí tách, phối hợp với đại viện thâm trạch, quả thực làm cho người ta trở nên lười biếng hơn một chút, căn bản không có động lực rời giường. Dạ Kinh Đường tựa vào gối đầu, trải qua một đêm điều trị, khi sắc vốn đã có chút nóng nảy nay đã khôi phục, khuôn mặt thoạt nhìn lạnh lùng mà bình tĩnh. Chỉ là một tay đang ôm tam nương phong kiều thủy mị, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve điểm hồng trên đồi núi, suy tư tin tức Phạm cô nương tối hôm qua đưa tới. Bùi Tương Quân gối lên vai, nhắm chặt hai mắt, giữa lông mày còn mang theo ba phần xuân ý, có thể là bị Vân Vê có chút phản ứng, tay khẽ động đậy trái dưa hấu. Dạ Kinh Đường không còn đồ chơi nữa, cúi đầu liếc mắt một cái, nhấc tay hỗ trợ vuốt sợi tóc bên tai, tam nương. Lông mi Bùi Tương Quân giật giật, không mở mắt, chỉ ôn nhu nói thầm, nhanh đi làm việc chính. Dạ Kinh Đường cũng không có ý định cãi lại, chỉ thư giãn một chút, thời tiết không nóng không lạnh lại mưa, quả thật thích hợp cho ngủ nướng. Ai? Bùi Tương Quân biết rõ Dạ Kinh Đường là ngủ quá muộn, buổi sáng khẳng định không có tinh thần. Trước đây nàng từng giúp Dạ Kinh Đường tỉnh táo lại vài lần, nhưng cũng không nói nhiều, lập tức đứng dậy, kéo Dạ Kinh Đường dậy, cúi đầu nói, còn tinh thần không? Hả? Dạ Kinh Đường cảm thấy khó thở, lập tức đầu óc thanh tỉnh rất nhiều, giơ tay vỗ nhẹ lên đồi núi trắng. Bùi Tương Quân lúc này mới hài lòng buông tay, hai tay ôm khuôn mặt tuấn lãng cúi đầu xuống hôn một cái, sau đó võ võ vai, đi đi đi, buổi tối trở về sớm một chút. Dạ Kinh Đường có chút buồn cười, đứng dậy giúp nàng đắp chăn lại, khép màn lại, mới mặc áo bào lên. Sau khi rửa mặt trong sân xong, Dạ Kinh Đường đi tới góc đối diện trong khách viện. Trưởng quỹ và tiểu nhị từ kinh thành tới đều ở phụ cận, Tú Hà vừa mới rời giường, đang ở trong phòng rửa mặt, cửa phòng của Thủy Nhi vẫn còn đóng. Dạ Kinh Đường biết đêm qua Thủy Nhi đã trở về quốc công phủ, còn nói chuyện với hắn ở trên nóc nhà, mà Phạm cô nương thì ngủ ở chỗ này. Dạ Kinh Đường đi tới trước cửa, đầu tiên là nghiêng tai lắng nghe, phát hiện trong phòng không có động tĩnh bèn giơ tay gõ, thịch thịch, leng keng leng keng leng keng. Buồn ngủ và động tĩnh trở mình. Dạ Kinh Đường nhíu mày, giơ tay đẩy cửa phòng. Kết quả cửa mở ra, một cái bình rơi từ trên xuống. Hắn duỗi tay tiếp lấy, mờ mịt dương mắt nhìn, sau đó đặt cái bình lên bàn, đi tới trước bình phong. Giường trong buồng lại sửa xong rồi. Bàn trang điểm bên cạnh còn đặt một cây búa nhỏ, bên cạnh búa là bầu rượu trống rỗng, nhìn bộ dáng là hôm qua Phạm Thanh Hòa lại uống không ít. Màn giường cũng không buông xuống, dương mắt có thể thấy Phạm Thanh Hòa ngủ ở bên trong, trên người mặc váy ngủ đỏ thẫm, nhưng cổ áo cởi ra một chút. Lộ ra quần áo nhỏ màu rực rỡ không gánh nổi gánh nặng, má cũng mang theo ba phần đỏ hồng, con mắt khẽ nhúc nhích không biết đang nằm mơ gì. Dạ Kinh Đường thấy vậy âm thầm lắc đầu, vốn định lặng yên rời khỏi, nhưng nhìn thấy nửa đoạn chăn rơi trên mặt đất, lại rón rén đi đến trước mặt. Kéo chăn lên, muốn đắp cho Phạm Thanh Hòa, nhưng lúc đưa tay lên, lại phát hiện trong gối còn đặt một khối lệnh bài. Thái Bình Vô Sự Bài chất liệu gỗ lim, vốn nên không có cái gì, nhưng phía trên lại khắc một hàng chữ nhỏ, viết 13 tuổi học được tỳ bà phổ, chạm đến trên quan sơn nguyệt. Tối nay tiêu hồn tìm nơi nào, đầy trời phong sương khói khói. Bài về này, là ngày đó uống say ở quan cảnh lâu, Thủy Nhi lừa gạt Phạm cô nương, nói là hắn viết cho Phạm cô nương, Phạm cô nương sau khi nghe được còn đuổi theo hắn, kết quả bị hôn một cái. Trên thẻ viết chữ vô sự, hiển nhiên không thể gọi là vô sự bài nữa. Dạ Kinh Đường cúi người cầm lấy vô sự bài, ngón tay vuốt chữ viết, quả thực không ngờ tới Thủy Nhi tiểu sau khi nói đùa một câu. Phạm cô nương còn làm thật, thậm chí lặng lẽ khắc xuống, giấu ở trong lòng lâu như vậy. Dạ Kinh Đường quay đầu nhìn dung nhan xinh đẹp trên gối đầu, trong lòng âm thầm thở dài, cảm thấy mình đúng là có chút không để tâm. Phạm Thanh Hòa từ lúc ôm hắn khóc ở thành Lang Hiên, liên nửa bước không rời, yên lặng chăm sóc, thấy Thanh Hòa không tìm hắn gây phiền toái. Hắn không cẩn thận nhìn lâm người cũng không trách hắn, ôm ngủ cả đêm cũng im lặng không lên tiếng. Hắn cảm thấy đây chỉ là hiểu lầm, nhắc nhở mình duy trì khoảng cách, nhưng thân là nữ nhị, bị khinh bạc nhiều lần như vậy. Vô luận cố ý hay là vô ý, đáy lòng sao có thể xem những điều này là ngoài ý muốn, qua đi liền không thèm để ý.
Dạ Kinh Đường chăm chú nhìn, một lúc lâu sau trong lòng than nhẹ, muốn lặng lẽ thả Vô Sự Bài lại chỗ cũ, kết quả. Các bạn đang nghe chuyện Nữ Hiệp Chậm Đã của tác giả Quan Quan Công Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.pro. Chương 1143, Vô Ý. Trong giường, Phạm Thanh Hòa say khướt nằm, mặc dù chưa tỉnh lại, nhưng bị tiếng đập cửa làm kinh động, trong đầu nhớ tới Dạ Kinh Đường lại đi vào phòng ngủ. Lại tưởng đây là ác mộng, nhưng không biết vì sao, đáy lòng không có nửa điểm kinh hoàng, ngược lại có chút như chút được gánh nặng. Phạm Thanh Hòa đang dãy giụa ở trong mộng, bỗng nhiên cảm giác ánh sáng trong phòng hơi tối một chút. Hơi mở mắt ra quan sát, đã thấy ngay phía trên chính là cằm nam tử, một cánh tay vươn vào bên trong, cảnh tượng giống như trong giấc mơ, bộ dáng mạnh mẽ ấn lấy nàng. Phát hiện nàng mở mắt ra, nam tử còn cúi đầu nhìn, bốn mắt đối diện nhau. Phạm Thanh Hòa đột nhiên trừng to mắt, đáy mắt hiện lên sự xấu hổ, giận dữ luống cuống, không chút nghĩ ngợi liền nắm chặt cổ áo gần trong gang tấc, xoay người ấn mạnh xuống bên cạnh. Hả? Phạm cô nương? Ta chỉ... Giặc giặc! Dạ Kinh Đường thấy Phạm cô nương phản ứng quá kích động, chưa mở miệng giải thích đã bị túm lấy cổ áo ném mạnh. Thể trọng Dạ Kinh Đường cũng không nhẹ, Phạm Thanh Hòa nổi giận, ấn xuống hiển nhiên cũng sẽ không quá ôn nhu, kết quả vừa đập lên, ván giường thật vất vả bổ sung xong, lại gãy. Dạ Kinh Đường trực tiếp ngã cắm xuống, ngã vào dưới giường, mà Phạm Thanh Hòa hiển nhiên cũng không nghĩ tới điều này, ấn đầu xuống rồi trực tiếp ngã xuống theo. Dạ Kinh Đường thấy ánh mắt giận dữ và xấu hổ của Phạm Thanh Hòa hóa thành kinh ngạc, trực tiếp đánh lên mặt, hắn thân thể cứng rắn của mình đụng đau Phạm Thanh Hòa, lấy tay nhanh chóng chống đỡ. Sau đó Phạm Thanh Hòa dừng ở ngay phía trên Dạ Kinh Đường, nàng cầm lấy cổ áo Dạ Kinh Đường, Dạ Kinh Đường cũng nắm lấy vạt áo nàng, hai người lại lần nữa mắt to trừng mắt nhỏ. Rầm rầm, âm thanh tấm gỗ đứt gãy sụp đổ trong chớp mắt đã ngừng lại. Phạm Thanh Hòa quả thật bị kinh hãi, mắt thấy ván giường lại bị gãy, vốn còn muốn đẩy trách nhiệm làm hỏng giường chiếu lên trên đầu Dạ Kinh Đường, nhưng còn chưa mở miệng, liền phát hiện không đúng. Cúi đầu nhìn lại, thủ pháp tiếp theo của Dạ Kinh Đường quả thực là xuất thần nhập hóa, đột nhiên xảy ra chuyện, đều có thể nhanh chóng tìm được trọng tâm, hai tay cảm giác đầy áp. Ánh mắt Phạm Thanh Hòa ngẩn ngơ. Dạ Kinh Đường cũng rõ mình không phải cố ý, dù sao thuận tay cứ như vậy mà tiếp nhận, cảm nhận được lòng bàn tay truyền đến cảm giác mềm mại. Thầm nghĩ không ổn, nhanh chóng buông tay ra, hiểu lầm. Bịch bịch, Phạm Thanh Hòa còn đang ngây người, kết quả tay Dạ Kinh Đường trực tiếp rơi vào trên ngực, sắc mặt nàng đỏ lên. Có thể là bị khi dễ không thể nhịn được, nâng lên nắm tay nhỏ đấm mấy cái ngay ngực Dạ Kinh Đường, ngươi lại đến, ngươi. Thịch thịch, Dạ Kinh Đường cũng không dám chặn chỉ giải thích, vừa rồi ta gõ cửa, thấy ngươi uống say, liền muốn. Muốn tới sờ ta, không có. Ngươi còn nói là không có. À, Dạ Kinh Đường đã sờ ngực nàng, dưới tình huống không còn lời nào để nói, ánh mắt dò xét xung quanh, giường sập rồi, hai ngươi đứng lên trước, ta sửa giường lại rồi nói tiếp. Phạm Thanh Hòa đều sắp bị sờ soạng tới quen rồi, cắn răng ngà muốn cảnh cáo vài câu, lại cảm thấy không có ý nghĩa. Cuối cùng vẫn nhanh chóng lật lên, khép vạt áo lại, ánh mắt đề phòng, tự ta sửa, ngươi đi ra ngoài. Dạ Kinh Đường đứng dậy theo, phủi phủi quần áo, quả thật là hiểu lầm, ừ, ôi, ta đi. Sắc mặt Phạm Thanh Hòa đỏ lên, đẩy lưng Dạ Kinh Đường, cứng rắn đẩy hắn ra ngoài cửa, sau đó nhanh chóng cài cửa lại. Rắc rắc. Dạ Kinh Đường đứng ở ngoài cửa định dỗ dành hai câu, kết quả phát hiện bên ngoài có nha hoàn tò mò nhìn quanh, chỉ có thể nhanh chóng làm ra dáng vẻ không có chuyện gì xảy ra, mở miệng cáo từ. Phạm Thanh Hòa dựa lưng vào cửa phòng, đáy mắt rõ ràng mang theo bối rối giận dữ và xấu hổ, nghe được tiếng bước chân rời đi, thở phào nhẹ nhõm, đáy lòng thật ra cũng có chút cảm giác cởi bỏ. Xem ra không phải nàng có vấn đề, chẳng qua vài ngày trước nàng nghiêm phòng tử thủ, Dạ Kinh Đường không tìm được cơ hội mà thôi, tối hôm qua uống say, người này đã tới. Nghĩ đến đây, Phạm Thanh Hòa cảm giác tâm tình đều tốt lên vài phần, nhưng ăn thiệt thòi lớn như vậy, hiển nhiên còn vui mừng thì có chút không đúng. Lập tức thu bình rượu trên bàn trang điểm lại, âm thầm dạy bảo chính mình, đã nói kiêng rượu, sao lại uống nữa rồi, khiến người ta có cơ hội rồi cơ mà. Chương 1144, tới gặp Kinh Đường. San sạt, mưa nhỏ như mây như sương, bao phủ non xanh nước biếc ở Giang Châu. Mặc dù đường phố phường Giang Châu không phải chỉnh tề, bao la như Vân An,
nhưng kiến trúc nguy nga cùng với thuyền nhỏ ở khắp mọi nơi lại có vẻ thủy mặc xanh biếc giống như tranh. Cộc cộc cộc, một con tuấn mã màu trắng xuyên qua phố cũ trải gạch xanh dừng ở bên ngoài một khách điếm. Lạc Ngưng ngồi ở phía sau xoay người xuống ngựa, đứng dưới mái hiên khách điếm, cởi áo tơi ra, bôn ba suốt ngày. Trên gương mặt có thêm ba phần mệt mỏi, mở miệng nói, sao ngươi không thể giống Dã Kinh Đường, trực tiếp xông vào, gác đao lên bàn tiêu trưởng môn hỏi. Chạy tới chạy lui như vậy, khi nào mới tra được? Bình Thiên giáo chủ đội mũ rộng vành, cách ăn mặc giống như du hiệp, xoay người xuống ngựa, từ bên hông ngựa lấy ra binh khí bao bọc bằng vải đen. Dã Kinh Đường có bối cảnh quan phủ, không ỷ lại thế lực giang hồ, ngay cả người trong giang hồ cũng không dám sinh lòng oán hận. Bình Thiên giáo thì không giống, vốn là bị triều đình truy nã, nếu đắc tội với thế lực giang hồ, sau này giáo chúng sẽ làm ăn thế nào? Lạc Ngưng cũng chỉ thuận miệng nói một chút mà thôi, cũng không nhiều lời, xoay người nhẹ nhàng đi vào khách điếm, đang định lên lâu, nhưng lập tức lại nhìn về phía góc đại sảnh. Vị trí của hai người là Lô Thủy Trấn, biên giới giữa Giang Châu quận và Lâm An quận, cũng là đầu mối then chốt giao thông giữa Giang Châu, rất nhiều người Nam Lai Bắc hướng Bắc. Giang Châu tuy rằng không có đại nhân vật giang hồ gì, nhưng vận chuyển phát đạt, tầng dưới tuyệt đối có không ít người giang hồ đi lại. Lúc này trong đại sảnh quán trọ có hai bàn khách uống rượu, một người mặc đồ buôn bán đang say sưa nói, đám tú tài đó xem thường bọn giang hồ bọn ta. Hôm nay thì tốt rồi, tài tử Giang Viễn gì đó của Lâm An, chạy tới quốc công phủ mỉa mai võ khôi đương đại, Dạ đại nhân đều lười rút đao, dăm ba câu liền mắng xối xả. Ta thật muốn xem, về sau đám tú tài đó, còn có ai dám nói chúng ta là thô lỗ? Đúng, dám nói thì ta chém. Hai mắt Lạc Ngưng lộ ra kinh ngạc, cẩn thận lắng nghe, sau khi xác nhận là tiểu tặc nhà mình thì quay đầu lại nhìn Bạch Cẩm. Bình Thiên giáo chủ nghe được tình lang của phu nhân đến đây, đáy mắt cũng có chút ngoài ý muốn. Cùng Lạc Ngưng làm bạn đi lên cầu thang, dò hỏi, hắn không phải vừa ở kinh thành bị thương sao, sao lại tới Giang Châu? Lạc Ngưng nghe được tên tiểu tặc, không kịp chờ đợi muốn đến thành Giang Châu cách đó hơn trăm dặm nhìn xem. Nhưng suy nghĩ trong lòng nên Lạc Ngưng nhất định không biểu hiện ra ngoài, chỉ tùy ý nói, phỏng chừng là do triều đình sắp xếp, thấy Dã Kinh Đường hữu dụng, liền có thể dùng. Ừm, ngươi có muốn đi qua gặp hắn một chút hay không? Ta đi gặp hắn làm gì? Quan hệ duy nhất giữa Bình Thiên giáo chủ và Dã Kinh Đường chính là cùng một vị phu nhân, đương nhiên không có động lực ở gặp Dã Kinh Đường. Nhưng mà nàng cũng biết Ngưng Nhi nhớ tình lang muốn điên rồi nên cũng không làm Ngưng Nhi thất vọng, mở miệng nói. Sự việc của Tiêu Sơn bảo, ta ra mặt không thích hợp, không ra mặt rất khó tra xét, Dã Kinh Đường đã đến, thì bảo hắn chạy hỗ trợ một chuyến. Mấy ngày nay Lạc Ngưng đã thăm dò phụ cận Tiêu Sơn bảo, tuy bên trong có khả năng có cao nhân ẩn nấp nhưng có Bạch Cẩm âm thầm bảo vệ. Tiểu tặc cũng không thể xảy ra chuyện, đối với điều này tự nhiên nói, được rồi, ta đi gọi hắn tới đây, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Nói xong liền quay đầu chuẩn bị một mình rời đi, tư thế giáo chủ phu nhân khôn khéo lão luyện. Bình Thiên giáo chủ thấy thế, thật có loại cảm giác vô lực, xoay người xuống lầu, một lần nữa mang nón lá lên, có lẽ Vân Ly cũng tới, đã lâu không gặp, ta cũng đến thăm nàng một chút. Lạc Ngưng cũng không tiện quảng Bạch Cẩm đi, cũng không nhiều lời, dắt ngựa đi, hai người xoay người lên ngựa, sau đó liền chạy về phía thành Giang Châu. Một bên khác, quốc công phủ. Dã Kinh Đường từ tiêu cục Nguyên Thanh trở về, mặc áo choàng công tử màu đen, tay cầm dù giấy xanh, đi qua con đường tường trắng mái ngói xanh. Chưa tiến vào sân nhỏ, liên nghe được phía sau tường viện truyền đến tiếng oanh thanh yến ngữ, chít chít. Ngươi gấp cái gì? Dã Kinh Đường nghe thấy tiếng của Ngọc Hổ, đáy mắt lộ vẻ hiếu kỳ, đi tới trước cửa viện quan sát thì thấy trong phòng chính có một chiếc xe nhỏ. Xe nhỏ dài 5 thước rộng 3 thước, tỉ mỉ tạo thành tạo hình của thuyền rồng, bên trong có thể ngồi một đứa bé. Trong xe nhỏ hẳn là có cơ quan tinh xảo, Ngọc Hổ váy đỏ như lửa, đứng ở phía sau dẫm lên đuôi rồng, có thể nghe được âm thanh canh két két xoay chuyển hàm răng kéo căng. Mà chim chim thì đầy tò mò đứng ở trên đầu rồng, nhảy tới nhảy lui dẫm hai cái sừng rồng. Chờ xe nhỏ có thể di chuyển, bước trái quẹo phải, dẫm phải liền đi về bên phải, thậm chí còn có chuông có thể phát ra tiếng vang. Trước không nói tới vấn đề công nghệ, chỉ nhìn nước sơn cũng có thể được xưng tụng là tác phẩm nghệ thuật. Các bạn đang nghe chuyện Nữ Hiệp Chậm Đã của tác giả Quan Quan Công Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.pro. Chương 1145, dẫn nữ đế ra ngoài.
Dạ Kinh Đường nhìn thấy cảnh tượng này, đáy lòng thực sự cảm thấy buồn cười, đi vào phòng khách hỏi thăm, thứ này lấy ở đâu? Nữ đế khoanh hai tay trước ngực, nhìn chim chim chạy khắp nơi, đáp lại, lúc nãy Thái hậu nương nương và Triệu phu nhân mang tới. Xem ra là muốn cảm tạ ngươi hôm qua trượng nghĩa, tuy nhiên ngươi không ở đây nên ta nhận. Thứ này là vật Thái hậu chơi xảo diệu khi còn bé, lấy ra cho ngươi xem một chút. Dạ Kinh Đường biết Thái hậu nhất định muốn gặp hắn, nhưng Thái hậu vừa trở về, Triệu phu nhân trên cơ bản luôn như hình với bóng, muốn gặp mặt phỏng chừng cũng chỉ có thể xem tối nay có cơ hội hay không. Hắn gật gật đầu, lại dò hỏi, Lục tiên tử đâu? Uống nhiều quá, nghỉ ngơi ở trong phòng. Nữ đế thật vất vả mới rũ bỏ chuyện công đến Giang Châu cải trang lén đi thăm một lần, ở trong phòng đợi một đêm. Đã đến cực hạn kiên nhẫn, thấy Dạ Kinh Đường trở về liền xoay người đi ra ngoài, bây giờ ngươi có bận rộn hay không? Dạ Kinh Đường trở về, chính là thay ca với Thủy Nhi, dò hỏi, muốn đi đâu? Nghe nói phố Nhạn mỗi ngày đều có văn hội, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy tài tử, tài nữ thanh danh bên ngoài, đi xem một chút. Dạ Kinh Đường biết Ngọc Hổ có hứng thú với văn học nên cũng không nhiều lời, lập tức bung dù giấy dầu che trên đỉnh đầu Ly Hổ, cùng nhau ra cửa. Sắc trời dần tối, người ở dọc theo bờ sông dần dần nhiều lên, các loại ô giấy dâu ở trên đường phố đá xanh qua lại, từ bên trên nhìn lại giống như từng đóa lá sen nước chảy bèo trôi. Dạ Kinh Đường ăn mặc như công tử thông thường, tay cầm dù xanh, che trên đỉnh đầu Ngọc Hổ, đưa mắt quan sát đường phố dưới cơn mưa bụi. Nữ đế đi dưới chiếc dù, gương mặt nhàn nhã có bộ khăn che mặt, thấy ánh mắt Dạ Kinh Đường nhìn phong cảnh không nói lời nào. Mở miệng nói, trên đường có nhiều tiểu thư xinh đẹp như vậy, ngươi lại muốn ngắm phong cảnh ư? Dạ Kinh Đường quay đầu lại, bất đắc dĩ nói, phi lễ chớ nhìn, Giang Châu cũng không phải Lương Châu, nữ tử tương đối uyển chuyển, xem loạn chính là không lễ phép. Ý tứ là tại Lương Châu, có thể nhìn loạn. Dạ Kinh Đường cũng không che giấu, ăn ngay nói thật, có thể nhìn loạn, nhưng tương đối nguy hiểm. Dân phong Lương Châu nổi danh là dũng mãnh, nam nữ đều giống nhau. Trước kia lúc ta 13-14 tuổi đi áp tiêu, nhìn thấy có một nữ trại chủ, cánh tay so với đùi của ta còn to hơn, xà long đứng ở trước mặt đoán chừng đều hiển lộ thanh tú. Lúc ấy ta tò mò, nhìn nhiêu một chút, kết quả tốt, người ta nhìn lại, thấy môi ta là môi hồng răng trắng. Trực tiếp mở miệng tặng cho nghĩa phụ ta 50 lượng bạc làm sính lễ, để ta đi tới sơn trại Hồng Sơn làm phu quân trại chủ. Nghĩa phụ ta không đồng ý, lại thêm 100 lượng, thậm chí chuẩn bị cứng đối cứng, nếu không phải chúng ta chạy nhanh, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nữ đế thấy bộ dạng sợ hãi của Dạ Kinh Đường vẫn còn đó, bèn trêu gẹo, còn không phải là vì nữ trại chủ kia khó coi sao. Nếu phạm cô nương đi ngang qua biên quan cướp ngươi về, sợ là ngươi đi theo ngay tại chỗ, nghĩa phụ cũng kéo không được. Dạ Kinh Đường vốn định phủ nhận, nhưng mới chỉ 13-14 tuổi, nội tâm hắn vốn cao ngất trời, thân thể lại trưởng thành, nếu như bị Phạm Thanh Hòa dùng sắc dụ. Hắn sợ rằng có thể ném nghĩa phụ vào trong phòng rồi bỏ chạy theo, suy nghĩ một chút chỉ lắc đầu cười, lời này cũng không dám nói lung tung, để cho Phạm cô nương nghe được thì làm sao bây giờ. Nữ đế thấy Phạm Thanh Hòa ngay cả nữ vương cũng không thèm làm, cả ngày dính ở bên cạnh Dạ Kinh Đường hỏi han ân cần, liền biết cô gái này sớm muộn gì cũng vào cửa. Thấy dáng vẻ Dạ Kinh Đường còn coi là bằng hữu tâm thường, không khỏi âm thầm lắc đầu, cũng không tốn nhiều miệng lưỡi trên những chuyện này, ngược lại nhìn về phía một tòa lầu cao trên đường. Trên cao lầu treo tấm biển Văn Tinh Lâu, được xem như danh lâu phố Nhạn, quan phủ, thư viện hoặc là thế gia đại tộc dẫn đầu tổ chức văn hộ thì đều sẽ chọn nơi này. Mà ngày thường cho dù không có hoạt động gì, văn nhân tới nơi này giao lưu cũng rất nhiều. Lúc này dưới mưa phùn mịt mờ, có thể thấy được không ít xe ngựa đứng ở bên ngoài lầu cao, thỉnh thoảng có văn nhân đến cửa, khách sáo mời chào lẫn nhau, vương công tử, hân hạnh được gặp, Lý huynh mời, chương 1146, làm thơ. Lúc Dạ Kinh Đường tới thì đã hỏi thăm qua, biết được hôm nay nơi này đang tổ chức văn hội, do quận trưởng nơi đây quản lý, chủ đề là lời chúc mừng Thái hậu nương nương về quê. Thái hậu thoạt nhìn không có thực quyền gì, nhưng thân phận địa vị đặt ở đây, chỉ cần có thể làm cho Thái hậu vui vẻ, sau khi hồi kinh chỉ cần nói một câu người này làm không tệ trước mặt nữ đế, hoặc câu tài tử rất có học thức là có thể một bước lên mây, vì thế thi hội này xem như là quận thủ đại nhân đang nịnh nọt Thái hậu, mà văn nhân ủng hộ hiển nhiên cũng rất nhiều. Dạ Kinh Đường bởi vì không muốn công khai lộ diện, cùng Ngọc Hổ đi tới ngõ nhỏ bên cạnh Văn Tinh Lâu, sau đó đồng thời phi thân lên,
phi thân đi vào từ cửa sổ lầu 2 tới cạnh hàng rào tầng 2 đại sảnh quan sát. Trong văn tinh các quy mô khá lớn, lúc này đã tụ tập 200 người, đại sảnh có 4 lão phu tử ngồi, trong đó một người mặc quan bào. Hẳn là quận thủ thành Giang Châu, bên cạnh dựng thẳng một khối bảng hiệu, phía trên viết chữ nhạn rồng bay phượng múa. Văn nhân ở trong đại sảnh, túm năm tụ ba thảo luận, thỉnh thoảng có người nâng bút viết viết họa vẽ. Mà biên giới đại sảnh cũng có không ít thư sinh, trụm vào nhau xì xào bàn tán, ánh mắt đều đánh giá mấy thư sinh thần thái sáng láng trong sảnh. Dạ Kinh Đường là võ phu thuần túy, thích nhìn đánh lôi đài nhiệt huyết hơn, văn hội này vẫn là lần đầu tiên đến, bàng quan một lát, cảm thấy yên tĩnh có chút tẻ nhạt. Mà Ngọc Hổ thì khoanh hai tay trước ngực, nhìn qua chữ nhạn trên tấm ván rồi suy nghĩ, thoạt nhìn đã dung nhập vào trong đó. Dạ Kinh Đường quan sát một lúc, dò hỏi, đang làm gì vậy? Xuyệt. Ngọc Hổ dựng thẳng ngón tay xanh trắng lên bên miệng, giải thích, căn cứ theo đề mục làm thơ, dùng một chữ làm để nhìn như đơn giản. Nhưng chữ nhạn và thu tư, thu bi liên kết lại muốn làm một bài thơ chúc mừng Thái Hậu về quê, rất khảo nghiệm người tới. Dạ Kinh Đường bừng tỉnh, tiếp tục kiên nhẫn quan sát. Hắn chờ một lát, phát hiện một thư sinh tuấn lãng đưa trang giấy cho gã sai vặt, sau đó gã sai vặt đi tới phía trước. Cao giọng hát, Lâm An Thành Lý Công Tử, thơ, nhạn trận ngang trời báo hiểu tình, một tiếng vạn sơn mình. Thiên nhai tiêu tan hết mộng người, chỉ còn lại gió mát và trăng sáng. Tiếng nói vừa dứt, trong đại sảnh lập tức vang lên tiếng khen ngợi, còn có tiểu thư phu nhân thì thầm to nhỏ, không hổ là Lý Công Tử, văn tài này thật tốt. Hay hay, Ngọc Hổ thấy vậy, dường như có điều suy nghĩ gật đầu, lộ ra vài phần tán thưởng. Dạ Kinh Đường chắp tay sau lưng nghiêm túc nhìn, quả thực không nhìn ra ý tứ, liền tiến đến bên tai Ly Hổ nói, thơ thật ra thuận miệng, nhưng cảm giác không có gì thú vị, chỉ nhắm mắt ca công tụng đức nịnh triều đình. Ngọc Hổ là hoàng đế, cảm thấy thơ này rất hay, nghe thấy Dạ Kinh Đường đánh giá như vậy, tự nhiên không vui, nghiêng đầu ghé đến bên tai, ngươi có bản lĩnh cũng làm một bài. Chỉ cần tốt hơn so với bài này. Hừ hừ. Nói xong khẽ nhấc váy, còn hơi nhướng mày, ý tứ hẳn là đặc biệt ban thưởng cho Dạ Kinh Đường. Dạ Kinh Đường không chút để ý tới phần thưởng gì đó, thấy Ngọc Hổ quả thật rất thích mấy thứ này. Đáy mắt còn tràn đầy chờ mong, lập tức cũng không làm nàng mất hứng, tới gần nhẹ giọng nói nhỏ, hồng hương tàn ngọc châm thu. Dễ giải la thường, độc thướng lan chu, trong mây người nào gửi cẩm thư đến, nhạn tự hồi âm, nguyệt mãn tây lâu. Ngôn ngữ ôn nhu lọt vào tai, mắt thường có thể thấy được nữ đế chừng lớn con ngươi thêm vài phần, quay đầu nhìn về phía Dạ Kinh Đường, câu này. Không phải là ngươi viết sao? Dạ Kinh Đường nhún vai, ta làm bài về còn khó. Làm sao có thể viết ra loại thơ khuê oán này? Trước đây ngẫu nhiên thấy trong sách vở, một nữ tử của Vương Đình Tây Bắc đã viết. Nữ đế có nửa điểm không tin, nhưng cũng không thể không tin, dù sao ý cảnh và thi từ cực tuyệt, nếu xuất thân từ hai triều Nam Bắc. Mọi người đều đã sớm biết, nàng hoàn toàn chưa từng nghe qua, chỉ có thể là ở Vương Đình Tây Bắc tin tức bế tắc. Các bộ Tây Hải và Lương Châu không chênh lệch bao nhiêu, làm sao có thể xuất hiện nhiều thi từ danh gia có tài văn chương nổi bật như vậy? Dạ Kinh Đường nghiêm túc nói, năm xưa Vương Đình Tây Bắc tốt xấu gì cũng có ba phần thiên hạ, có mấy người đọc sách thì đã sao? Vừa rồi ngươi sai ta đi làm một bài, nhưng không bảo ta tự làm thơ, ngươi xem như vậy thì ta có được thưởng không? Nữ đế tất nhiên không thể nói không hay, thoáng suy nghĩ một chút, lại mong đợi hỏi thăm, còn gì nữa không? Dạ Kinh Đường vội vàng lắc đầu, ta có phải người đọc sách đâu, làm sao nhớ được nhiều chuyện như vậy, vừa rồi đột nhiên nghĩ tới mà thôi. Nữ đế khẽ nhíu mày, cảm thấy là vì mình nói mà không giữ lời, khiến cho Dạ Kinh Đường không có động lực, lập tức nhìn xung quanh một chút. Sau đó hơi nghiêng người làm ra bộ dạng hơi nóng, ngón tay móc cổ áo, thoạt nhìn là chuẩn bị cho hơi mát đi vào. Các bạn đang nghe chuyện Nữ Hiệp Chậm Đã của tác giả Quan Quan Công Tử tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.pro. Chương 1147, kế hoạch hoàn hảo. Dạ Kinh Đường thấy vậy vội vàng đưa tay ấn vạt áo Ngọc Hổ xuống, nhíu mày nói, không cần không cần, ta nhớ ra câu thơ thì đọc cho ngươi thôi, cũng không phải muốn chiếm tiện nghi của ngươi. Nữ đế khẽ cúi đầu, nhìn về phía bàn tay đang đè cổ áo. Dạ Kinh Đường phát hiện không đúng, thu tay lại như thiểm điện, ho nhẹ một tiếng làm ra hình dạng nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Ta lại nghĩ cho ngươi một bài.
nữ đế cảm thấy kinh hãi với Dạ ngày càng lớn mật khi dám ra tay với cả nàng. Nhưng chỉ nghiêm túc chờ Dạ Kinh Đường suy nghĩ bài thơ, trong lòng nhớ lại câu chuyện vừa rồi. Nhưng chờ đợi không bao lâu, Dạ Kinh Đường còn không nghĩ tới tay thứ hai, lỗ tai nữ đế bỗng nhiên nhúc nhích, đảo mắt nhìn về phía cửa sổ. Dạ Kinh Đường thấy vậy dò hỏi, sao vậy? Ngươi đi ra ngõ nhỏ phía sau nhìn xem, có động tĩnh. Dạ Kinh Đường nhìn mưa gió ngoài cửa sổ, hai đầu lông mày nhiều thêm một chút ngưng trọng, tay ấn yêu đao lặng lẽ đi qua. Ào ào ào. Sắc trời đã tối, dọc theo đường sông đèn đuốc sáng chói, trong hẻm nhỏ phía sau lại hiếm thấy bóng người, tiếng mưa rơi dày đặc, thành động tĩnh duy nhất trong hẻm đá xanh. Lương Thượng Yến đứng hàng lão tam ở Thanh Cơ Các, ngồi xổm xuống ngay giữa ngõ nhỏ cách Văn Tinh Các khá xa, đem tơ bạc nhỏ như tơ nhện, cẩn thận bọc lấy giá gỗ ở bên tường. Đêm qua Lương Thượng Yến đã đi qua phủ quốc công, nhưng vẫn chưa dò xét được tung tích Dạ Kinh Đường, liền đổi thành phương pháp ôm cây đợi thỏ, giấu ở trên núi cách rất xa, chờ mục tiêu xuất hiện. Mà sự thật cũng giống như Thập Nhị Lâu tính toán, chỉ cần là người đến Giang Châu, bất luận phú quý hay không, đều sẽ đến phố Nhạn dạo chơi, giống như đi kinh thành tất sẽ đến phố Ngô Đồng, chưa từng đi thì chỉ là gà mờ. Lương Thượng Yến đợi đến trưa hôm nay, liền phát hiện có một đôi nam nữ cùng nhau rời khỏi quốc công phủ, đi về phía phố Nhạn, mặc dù khoảng cách rất xa lại có ô che. Nhìn không rõ tướng mạo, nhưng không giống nô bộc gia đình, cô nam quả nữ ra cửa cũng không tùy tùng, rất có khả năng chính là Dạ Kinh Đường. Lương Thượng Yến là sát thủ lấy tiền của người thay người trừ tai họa, là làm kinh doanh dùng mạng đổi tiền, từ ngày tiến vào nghề này, sớm muộn gì cũng sẽ chết trên đường làm việc, cũng không tiếc mạng. Nhưng không tiếc mạng, không có nghĩa là có thể tiếp nhận cái chết vô ích. Lương Thượng Yến biết rõ bản lĩnh của Dạ Kinh Đường, nếu thật sự đụng phải, 10 người như hắn cũng không đủ chết. Chuyến đi này vốn không có ý định thực sự động thủ, thuần túy là làm một vài hành động, coi như trả thù vì bảo vệ danh dự của Thanh Cơ Các. Dựa theo kế hoạch của Lương Thượng Yến, tìm được một cơ hội thích hợp, cho Dạ Kinh Đường một mũi tên rồi bỏ chạy. Sau đó để Thập Nhị Lâu ở nơi cao chứng minh chuyện ám sát Dạ Kinh Đường là bọn họ làm. Giang hồ hai chiều Nam Bắc đều biết Thanh Cơ Các quả thật rất uy tín, chỉ cần thu tiền. Chuyện gì cũng sẽ liều mình thử lại một lần, nên lần này bọn hắn quyết định thử thêm một lần, không được sẽ đi ngay. Không giết chết được Dạ Kinh Đường là bởi vì Dạ Kinh Đường quá lợi hại, có thể chạy trốn là bản lĩnh của bọn họ. Người giang hồ không thể mắng hai người bọn họ tại sao không chết tại chỗ. Tuy kế hoạch rất đẹp, nhưng thực tế lại có chút phiền phức. Muốn dùng mũi tên bắn trúng Võ Khôi ở khoảng cách trăm trượng, kẻ ngốc cũng biết là không thể nào. Chỉ cần tên vừa ra khỏi cung, Dạ Kinh Đường cũng đã làm ra phản ứng rồi, dù sao thì Võ Khôi lao đi còn nhanh hơn tên bắn. Còn ném phi đao ở khoảng cách gần cũng vậy, chỉ cần hắn ló đầu ra sẽ bị Dạ Kinh Đường để mắt tới, có thể khiến hắn chạy, trừ phi là Dạ Kinh Đường lười đuổi theo. Lương Thượng Yến cân nhắc nửa ngày, khả năng duy nhất khi động thủ mà có thể sống sót, chính là làm một cái bẫy trong ngõ hẻm vắng người, lại nghĩ cách dẫn Dạ Kinh Đường tới, dẫm vào bẫy liền nổ tung. Động tĩnh như vậy có thể kinh động tới nhiều người, tin tức ám sát có thể truyền đi, lại còn không cần bản thân ở đây, có thể nói là lưỡng toàn kỳ mỹ. Lương Thượng Yến biết Võ Khôi có cảm giác mạnh mẽ như thế nào, vì thế vẫn luôn dùng thiên lý kính truy tung ở nơi cao, lúc này động thủ. Cũng là lén lén lút từ một chỗ tối ngay gần ngõ nhỏ của Văn Tinh Các, theo lý thuyết không có khả năng bị phát hiện tung tích. Nhưng đáng tiếc là hắn không biết nữ nhân bên cạnh Dạ Kinh Đường kia là nữ hoàng đế Đại Ngụy, còn đáng sợ hơn so với Diêm Vương của Hắc Nha Môn Dạ Kinh Đường nhiều. Lương Thượng Yến cẩn thận bố trí cơ quan xong, chợt nghe xa xa truyền đến tiếng vang, tí tách, hạt mưa nện ở mặt ô, lại theo tiếng ô trượt xuống. Lương Thượng Yến dừng động tác lại, liếc mắt nhìn sang bên cạnh. Ở một cửa hàng cách khoảng 10 trượng, treo một cái đèn lồng vàng mờ ảo theo gió phiêu diêu, ánh sáng chiếu sáng phương viên hơn 10 trượng xung quanh. Một bóng đen chẳng biết xuất hiện từ lúc nào, tay phải cầm ô giấy dầu, đứng yên lặng ở trong mưa nhỏ rì rào, trời tối không nhìn thấy mặt. Chỉ có thể nhìn thấy bên hông hiện ra thanh đao, cả người giống như im ắng xuất hiện đòi mạng ở trong ngõ nhỏ, đang dùng một đôi mắt u ám nhìn hắn. Sàn sạt sàn sạt. Chương 1148, đến đưa mạng. Vào lúc này, hẻm thanh thạch rơi vào im lặng. Ánh mắt Lương Thượng Yến nhìn xuống bội đao tựa vào đống tạp vật, sau một thoáng trầm mặc, lại tiếp tục tìm trong đống tạp vật, làm ra bộ dáng đang nhặt ve chai. Mà Dạ Kinh Đường đứng ở cửa sau, không tới gần hoặc rút đao, mà mở miệng từ xa,
đêm hôm khuya khoắt, kẻ nào đang lén lén lút lút ở đây? Thanh âm trong trẻo uy nghiêm, xuyên qua màn mưa trực tiếp truyền vào trong tai. Động tác của Lương Thượng Yến dừng lại, dường như phát hiện thấy, quay đầu không vui, quan sát trên dưới, các hạ làm việc ở con đường nào. Dạ Kinh Đường cổ tay nhẹ lật trượt ra một tấm lệnh bài, quan sai. Sau khi Yến Tử Lương Thượng Yến nhìn chăm chú trong chớp mắt, giống như lưu manh giang hồ trộm gà bắt bị được, nắm đao lên quay đầu bỏ chạy. Dạ Kinh Đường nhìn chằm chằm phía xa một lúc, nhận ra hành tung của người này lén lút, nên hắn không bị hành động hơn người này lừa gạt, tay phải buông dù ra, hai chân đồng thời phát lực. Trời mưa rơi trong ngõ nhỏ đá xanh, hàn mang chợt lóe. Mưa gió khắp ngõ bị khí kình tác động, nhìn như có một đạo cường phong quét qua từ tường vây. Lương Thượng Yến phát giác không đúng, trong lòng dựng cả tóc gáy, khí thế chạy về phía trước đột nhiên tăng nhanh, nửa đường xoay người lại, bội đao ra khỏi vỏ. Tích! Nhưng thân thể chưa kịp quay lại, đã phát hiện kình phong quét qua trên người. Đợi đến khi thân hình hoàn toàn quay lại, bày ra tư thế đối địch, hàn mang tới gần đã biến mất vô tung vô ảnh. Mà quỷ ảnh màu đen biến mất trong ngắn ngủi, lại trở về dưới đèn lồng, dù ở trong tay, đao trở vào bao, tựa như chưa từng động đậy qua. Chỉ có đèn lồng kịch liệt đong đưa dưới mái hiên, chứng minh nơi này lúc trước lúc đi đã nhấc lên sóng gió. Tinh thần Yến Thượng Kiên tập trung cao độ, thân thể lại lâm vào cứng ngắc, tay phải nắm một nửa bội đao ra khỏi vỏ. Gắt gao nhìn chằm chằm bóng đen xa xa vẫn chưa thấy rõ mặt, sau một lát, dưới sườn mới truyền đến đau đớn, máu từ áo bào cùng nước mưa rơi từng giọt trên viên gạch xanh, lục dịch tí tách. Lương Thượng Yến nắm thật chặt chuôi đao, cũng không cúi đầu nhìn vết thương chẳng biết xuất hiện từ lúc nào, hai mắt chăm chú nhìn bóng người phía trước hồi lâu, mới mở miệng nói ra một câu, đao thật nhanh. Tay phải Dạ Kinh Đường bung dù, trừ bỏ mấy giọt nước mưa trên áo bào, cũng không có biến hóa gì khác, lạnh nhạt mở miệng nói, thông báo với người chủ mưu phía sau màn, có thể xử lý nhẹ nhàng. Chỉ là từ một đao thì Lương Thượng Yến đã có thể xác định người trước mặt là Dạ Diêm Vương Đại Ngụy mà bọn hắn muốn đối phó. Tự biết tuyệt đối không còn khả năng đánh tay đôi, ngẫm lại hắn liền đút bội đao vào trong vỏ, đứng thẳng thân hình ở trong mưa, thản nhiên nói, Lương Thượng Yến Thanh Cơ Các. Quốc có quốc pháp, hành có hành quy, mục đích chuyến đi này, Dạ Đại Hiệp hẳn là hiểu rõ. Dạ Kinh Đường nhíu mày suy nghĩ, không hiểu, dò hỏi, đi chịu chết. Lương Thượng Yến vốn định phủ nhận, nhưng sự thật giống như không khác nhau lắm, liên gật đầu, không sai biệt lắm. Dạ Kinh Đường im lặng, nghĩ tới đánh giá, Thanh Cơ Hội đúng là rất xứng với thanh danh giang hồ, coi ngươi là hào hiệp, để lại toàn thây cho ngươi. Dứt lời Dạ Kinh Đường liền chuẩn bị đưa tiễn cái sát thủ không chuyên nghiệp này đi. Nhưng cũng chính vào lúc này, bong bong bong, ba viên châu từ nóc nhà lầu các cách đó không xa bắn nhanh đến, trên đường phố nổ tung, tiếp theo xương trắng như thác đổ vẩy ra, trong nháy mắt che đậy cả con đường. Tay Dạ Kinh Đường ấn bội đao không nhúc nhích, nhìn về phía lầu các, tặng một người còn chưa đủ sao. Trên tầng lầu cũng không hề có bóng người, nhưng trên cây cột có thêm một vài chữ nhỏ do kiếm khắc lên, đa tình nhất là Tây Lâu Nguyệt, chiếu rõ gió xuân về. Hàng chữ này vốn là sau khi xong việc khắc bên cạnh thi thể, sớm viết ra, hiển nhiên là vì lo lắng sau khi ra tay, không có cơ hội chứng minh thân phận. Trong đường ngõ tràn ngập xương trắng không có bất kỳ tạp âm nào, máu chảy dưới xương sườn Lương Thượng Yến, ánh mắt cũng khôi phục vẻ yên tĩnh, tay cầm chuôi đao hơi khom người, tư thế vận sức chờ phát động. Dạ Kinh Đường cũng không để ý tới một vết thương, nhíu mày cảm nhận gió thổi cỏ lay xung quanh, kết quả ngoài ý muốn phát hiện, vậy mà không dò xét được tung tích khí tức Thập Nhị Lâu. Thập Nhị Lâu với tư cách là thích khách đứng thứ hai của Bắc Lương, là song hoa hồng côn của Thanh Long Hội không thể nghi ngờ, có thể ở trong mưa đem hành tung đè xuống tới loại tình trạng này. Chỉ sợ bản lĩnh ẩn nấp tiềm hành đã siêu việt đại bộ phận võ khôi, dù sao không có người luyện võ đứng đắn nào sẽ đi đến trình độ chuyên sâu về phương diện này. Dạ Kinh Đường cẩn thận chú ý hai bên tường vây, chờ đợi chỉ trong chớp mắt, sau đó trên đầu tường phía sau đột nhiên phóng ra một đạo bóng trắng. Sạc! Các bạn đang nghe chuyện Nữ Hiệp Chậm Đã của tác giả Quan Quan Công Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.pro. Chương 1149, hai bắp đùi lớn gặp nhau, 1. Yêu đao của Dạ Kinh Đường ra khỏi vỏ, không đợi Lương Thượng Yến phản ứng, thân hình đã lên đến trên tường, lưỡi đao lượt vòng. Xoẹt xoẹt, bạch ảnh lao ra lập tức một phân thành hai bị chém ngang lưng, lại có hai mảnh áo bào trắng bị cắt đứt. Hưu! Cũng cùng lúc đó,
tiếng kiếm reo thê lương vang lên dưới chân. Hai chân Dạ Kinh Đường còn chưa dẫm lên tường vây, xương trắng tràn ngập phía dưới liền xuất hiện một vòng xoáy, mũi kiếm màu bạc ở phía trước chớp mắt đã tới ngón chân. Chiêu kiếm này xảo trá hơn Từ Dã Đường rất nhiều, xác định chuẩn xác vị trí đặt chân của Dạ Kinh Đường. Góc độ thời cơ cũng không thể bắt bẻ, thậm chí căn ngay góc chết Dạ Kinh Đường thu đao về phòng thủ. Nếu như đổi lại là võ giả bình thường, một kiếm này mặc dù chân không thương, cũng sẽ bị thương nặng đầu gối. Nhưng võ khôi là võ khôi, một mặt nào đó có thể yếu hơn cao thủ đứng đầu bàng môn tà đạo, nhưng thực lực tổng hợp khẳng định có thể nghiền áp võ giả tầm thường. Dạ Kinh Đường thấy tình thế không đúng, căn bản không hề thu đao, mà là hai chân khép lại kẹp lấy mũi kiếm giữa trời, không chờ mũi kiếm quay lại chuyển khí, khí kình đã bùng nổ. Cả người nhảy lên như lá liêu theo gió, vô thanh vô tức rơi lên đỉnh một cây cột treo đèn lồng ở ngoài phố, thậm chí không kinh động người qua đường đang nhìn vào trong ngõ nhỏ tối tăm mờ nịt. Bong bong bong. Mấy hạt châu bay ra ngõ tối, lại lần nữa nổ tung trên mặt sông, xương trắng bay tán loạn bốn phía, che đậy hơn phân nửa tầm nhìn. Người đi đường mờ mịt ngừng chân, lúc này mới bắt đầu chạy trốn tránh né, chuyện gì xảy ra vậy? Thứ này là gì? Dạ Kinh Đường đứng trên đỉnh cột dài, bội đao đổi sang tay phải, ánh mắt dò xét trong mưa bụi, bởi vì không xác định vị trí thập nhị lâu, còn mở miệng tán dương một câu, công phu tốt lắm, quá khen. Câu trả lời nối tiếp theo đồng thời tới là một thanh bội kiếm đâm ra từ cửa sổ quán rượu bên cạnh. Dạ Kinh Đường đứng phía trên đèn lồng, cách tửu lâu ven đường chỉ ba thước, mũi kiếm màu bạc đâm rách giấy dán cửa sổ. Gần như đồng thời với tiếng kiếm ngân vang đến cổ bên trái, căn bản không cho bất cứ cơ hội phản ứng nào. Loại tập kích ở trình độ này, trên cơ bản là loại cực hạn mà võ khôi có thể đạt tới. Đám võ khôi như chất tường hổ, hiên viên chiều đi con đường cứng rắn, cũng không có cách nào bộc phát ra loại tốc độ dọa người này. Nhưng Dạ Kinh Đường là đao khách nhanh nhất, tốc độ tập kích này đối với hắn mà nói thì quá chậm. Chỉ thấy trong nháy mắt giấy cửa sổ bị đâm thủng, Dạ Kinh Đường đã nâng tay trái lên, hai ngón phân ra không chậm chút nào mà kẹp lấy mũi kiếm sắp chạm vào người, tiếp đó vặn một cái. Tinh, đèn. Bảo kiếm màu bạc tính chất hoàn mỹ, trong nháy mắt chém đứt mũi kiếm, trong tửu lâu cũng truyền ra tiếng vỡ vụn của cửa sổ. Dạ Kinh Đường không quay đầu lại, tay trái lật nhẹ, kẹp mũi kiếm bắn thẳng về phía mặt bên cạnh. Bèo. Mũi kiếm rời khỏi tay hóa thành một sợi chỉ bạc xẹt qua màn mưa, xuyên qua vách tường tửu lâu thậm chí không mang theo động tĩnh gì lớn, sau đó lại xuyên qua tường. Thập nhị lâu ăn mặc thư sinh, đơn thương độc mã đối phó Dạ Kinh Đường, võ khôi đứng top 3, có thể tập kích gần 2 lần đã là không phụ danh tiếng. Lúc này khoảng cách quá gần căn bản không có cách nào tránh né, thân hình vừa chui vào xương trắng, mũi kiếm giống như tác hồn tiêu cũng đã đến phía sau. Dạ Kinh Đường phát hiện là thích khách Thanh Cơ Các, liền biết là Bắc Lương bỏ số tiền lớn mời đến, trong lòng rất bội phục dũng khí của hai tên này. Cũng không muốn hù dọa tiểu thư phu nhân đang rơi vào trạng thái mờ mịt trên đường, vì thế ra tay còn rất nhân từ, chuẩn bị giữ lại toàn thây. Phi kiếm này đi qua, thập nhị lâu cúi thấp người cũng không kịp né tránh, không có bất kỳ con đường nào để sống. Sau khi Dạ Kinh Đường ra tay đều đã để một tay sau lưng, chuẩn bị móc thẻ bài ra nói, hắc nha làm việc, người không liên quan rút lui. Nhưng khiến người ta không nghĩ tới là, mũi kiếm vừa bắn vào xương trắng, trong đường ngõ liền bỗng nhiên vang lên một tiếng sấm, oanh. Dạ Kinh Đường đứng trên đỉnh cán dài, có thể thấy được toàn bộ ngõ nhỏ đều rung động mắt thường có thể thấy được. Hai bên tường vây trực tiếp rạn nứt, giống như một con rồng bất ngờ xông qua ngõ nhỏ, xé rách màn mưa trắng và sương mù dày đặc. Tinh, đèn. Mũi kiếm mang theo kình khí ngang ngược, bị ngón tay nhẹ nhàng bâng quơ búng ra, hướng bầu trời đêm bay lượn mà đi. Trong nháy mắt không thấy tung tích, mà một cỗ khí thế đủ để cho người ta hít thở không thông xuất hiện ở bên trong ngõ. Thanh thế đáng sợ đó, không chỉ làm tâm thần Dạ Kinh Đường phía trên thất kinh, mà ngay cả nữ đế trong văn tinh các cách đó không xa, cũng lặng lẽ xuất hiện ở ngoài cửa sổ, bày ra tư thế như lâm đại địch. Chương 1150, hai bắp đùi lớn gặp nhau, 2. Nhưng thế công khủng bố sau khi mũi kiếm bị bắn ra vẫn chưa xuất hiện, ngược lại giữa đường phố lại ngưng trệ lại. Dạ Kinh Đường tay phải cầm đao cau mày, nhìn về phía con đường mưa bụi bị đánh tan, đã thấy thập nhị lâu đứng bất động tại chỗ, cách đó không xa còn có một người đang đứng. Bóng người mặc cẩm bào kiểu dáng nam tử, trên mặt cũng mang theo ngọc giáp, nhưng vạt áo tương đối to lớn. Mái tóc đen đầy đầu buông xõa xuống, vẫn là ướt,
thoạt nhìn như đang tắm, bỗng nhiên đứng dậy lao ra khỏi phòng. Mặc dù ăn mặc có chút quái dị, nhưng cũng không ảnh hưởng đến khí thế bá đạo quân lâm thiên hạ chút nào. Cô gái tay trái chắp sau lưng, thậm chí tay phải cầm cây dù giấy vừa mở ra trong ngõ nhỏ, thân hình đứng thẳng tắp, cái đầu cao hơn 12 tầng một bậc so với dáng người bình thường nửa tấc. Tuy tỷ lệ phối hợp thân thể nhưng hoàn toàn không cảm thấy mềm mại yếu ớt, giống như Tào Công Công gặp ở Thái Hoa Điện, toàn thân đều lộ ra một luồng khí sắc bén không thể lay động. Không chờ Thập Nhị Lâu lấy lại tinh thần, đã bấm tay gảy nhẹ, hai đồng tiên bắn nhanh ra, một đồng đánh trúng phía sau ót Thập Nhị Lâu. Một đồng đánh về Lương Thượng Yến đang chạy tới, hai người gần như đồng thời ngã xuống đất, hừ một tiếng, bịch bịch. Sau khi đánh ngã hai người, nữ tử dương mắt, hai con ngươi dưới ngọc giáp lạnh nhạt, nhìn về phía Dạ Kinh Đường đang đùa giỡn trên đỉnh cán dài, hai con tạp ngư cần gì phải đánh gà bay chó chạy đầy trời. Dạ Kinh Đường nhận ra trong ngõ nhỏ là Bình Thiên Đại Giáo Chủ, nhưng thấy trang phục lồi lõm này vẫn hơi chút sửng sốt. Nghe thấy âm thanh phục hồi tinh thần lại, trong lòng thầm nghĩ không ổn, đang định lặng lẽ nháy mắt thì phát hiện bên cạnh truyền đến tiếng xe gió. Phù. Nữ đế mặt mang lụa mỏng, đứng ở lầu bên cạnh, cúi đầu quan sát bộ ngực của nàng, cảm thấy của mình cũng không khác của nữ cao thủ này mấy, bèn mở miệng nói, cô nương quen với Dạ Kinh Đường. Bình Thiên Giáo Chủ nhìn thấy bên cạnh xuất hiện một nữ tử eo nhỏ chân dài, vốn tưởng rằng là Đông Minh Đại Vương. Nhưng nhìn kỹ phải cao hơn một đoạn, bộ ngực lớn hơn một chút, liền hơi thu liễm tư thế đứng, mở miệng nói, chi giao gật đầu, đã từng gặp qua mấy lần. Thập Nhị Lâu tuy là sát thủ thu tiền làm việc, nhưng giảng chút đạo nghĩa giang hồ, từng ở Bắc Lương thu một văn tiền, hỗ trợ giết bang chủ Tuyết Kỳ Bang, báo huyết cửu. Loại người này giết đáng tiếc, Dạ Đại Hiệp có thể áp giải trở về địa lao Hắc Nha, nếu như có thể thu phục, đối với triều đình mà nói cũng coi như là một trợ lực rất lớn. Giọng nói thong dong nhẹ nhàng, nghe như là một nữ hiệp quanh năm hành tẩu giang hồ. Nữ đế trừng mắt nhìn nhưng cũng không nói gì, chỉ khẽ vuốt cằm. Mà Dạ Kinh Đường cảm thấy hai sát thủ chuyên nghiệp này, đầu óc còn không bình thường hơn so với Nhị Vương Yến Châu. Trong lòng muốn căm tức cũng khó, cộng thêm việc hai cái bắp đùi lớn mà hắn ôm lại gặp nhau, kinh hồn táng đảm mở miệng nói. Phủ quan phá án, có thể bắt sống, hỏi khẩu cung, tự nhiên sẽ không chủ động diệt khẩu, nên phán theo luật pháp đại ngụy để làm. Bạch nữ hiệp tại sao lại ở chỗ này? Lưu du giang hồ, đi ngang qua nơi đây mà thôi. Bình Thiên Giáo Chủ vừa mới ngâm mình trong bồn tắm cùng Ngưng Nhi, ngay cả thân thể cũng không lau, chỉ bọc một kiện ngoại bào. Không muốn ở lại trước mặt nam nhân này quá lâu, xoay người nói, còn có chuyện quan trọng trên người, không tiện ở lâu, cáo từ, hữu duyên sẽ gặp lại. Dạ Kinh Đường đương nhiên là không dám giữ lại, chỉ đứng trên cán đèn lồng đưa mắt nhìn. Nữ đế cũng mỉm cười nhìn theo, nhưng trong đáy lòng lại không bình thản như vẻ bề ngoài, vừa rồi nàng đứng bên cửa sổ quan sát, thế nhưng nhìn thấy thanh thế của nữ thần này là như nữ thần dáng thế. Mặc dù chỉ là vừa hiện lên, nhưng nội tình thể hiện tuyệt đối mạnh hơn sư tôn Tuyên Cơ chân nhân, còn mạnh hơn không chỉ một chút. Nữ tử mạnh nhất trên mặt ngoài giang hồ đương thời chính là sư tôn của nàng, nếu còn có ai khác. Đó có thể là đại năng quanh năm ẩn thế, hoặc là võ khôi vũ thánh đứng đầu có người nữ giả nam trang. Cao nhân lánh đời chắc chắn có không ít trên đời, Tôn Vô Cực là dạng nửa ẩn thế, nhưng tuổi tác cao, nhìn thấu hồng trần thế tục mới lựa chọn ẩn thế tu tiên, nữ tử này hiển nhiên còn quá trẻ tuổi. Mà trong giang hồ, nhất tiên hai thánh không có khả năng là nữ, võ khôi đứng trên Tuyền Cơ chân nhân cũng chỉ có Long Chính Thanh và Tiết Bạch Cẩm. Long Chính Thanh năm 60 tuổi, thân thủ hẳn là cũng không khoa trương như vậy, tuổi tác, thân thủ đều xứng với tên, dường như chỉ có Bình Thiên Giáo Chủ chưa từng dùng chân diện mục gặp người. Đương nhiên, cũng có thể là nữ thần tiên bên Bắc Lương, nhưng khả năng là cực kỳ bé nhỏ. Nữ đế trong lòng thầm cân nhắc, đợi nữ tử bung dù biến mất trong ngõ tối, mới quay đầu lại. Nhìn về phía Dạ Kinh Đường đứng ở trên cây đèn lồng bị vô số thư sinh tiểu thư kinh diễm vây xem, ngươi còn đứng trên đó làm gì? Dạ Kinh Đường cảm thấy Ngọc Hổ có lẽ đã nhận ra có gì đó không đúng, cũng không có tâm tư quản chuyện khác. Phi thân nhảy lên nóc quán rượu, mở miệng nói, vị nữ hiệp này võ nghệ quả thật rất lợi hại, ta cũng đã gặp mấy lần. Nữ đế vẫn chưa nói gì, chỉ lao nhanh trong màn mưa, đi tới phủ quốc công. Các bạn vừa nghe xong tập 115 của bộ truyện Nữ Hiệp Chậm Đã của tác giả Quan Quan Công Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.pro. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này.
Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.